Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đúng rồi, nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Đằng sau mình nữa anh ạ. Ok em. Đằng sau mình cái nhà Doraemon kia anh ơi, không có phải. Đâu? Thế vừa có tiếng tiếng súng ở trên đồ đấy em, 75. Ờ, nó vừa đi xe kìa, đấy chưa. Đâu vậy? Đằng sau mình á. Nó chạy xe rồi, anh đang rút đồ mà, tại vừa hạ xong này ấy. À, sau này anh rút đồ thôi. Ok mọi người, let's go thôi nào. Đó, quan trọng là chúng ta sẽ lượm thân đồ của đã anh em ơi. Ok ok. Bây giờ chúng ta sẽ lên cổng trời nha mọi người. Bên trái nhà gỗ kìa. Ủa nhà gỗ nào ta? Không thấy anh em ạ. Delay mất 30 giây mà anh. Nay để delay mà. Nên là nhiều khi không đúng. Cũng đúng nhưng mà nó bị chậm. Đây rồi, và trên này chúng ta có một khẩu M451 nhá. Ok anh em. Ok ok. Sao em? Không. Đi thôi các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ lên trên cổng trời nha anh em. Trên này cũng không có người nữa cơ các bạn ơi. Buồn ghê gớm. Ủa, delay cao. Delay cao để cho anh em đỡ đá like cho anh em. Để delay thế anh em đá like sao nổi. Nó đùa với anh em chứ. Lại nhắc lại cái chuyện về bên giải đấu của Garena ấy. Giải đấu của Garena đã có những trận người ta để delay nửa tiếng anh em ạ. Anh em thấy ghê chưa? Ờ, tức là thế vẫn quá. Thi đấu nhưng mà delay nửa tiếng thôi em ạ. Còn bình thường thì bên Canada người ta delay từ khoảng 5 phút hoặc là 15 phút gì đấy. Thế thôi, nhưng mà không hiểu sao đấy delay để nửa tiếng luôn. Dạ man. Thì thế cho em, chứ bây giờ thi đấu sao mà xem phát lại được. Tức là xong trận đấu đấy rồi ấy thì nó mới phát hết lại cái trận đấy. Ô anh nhìn sau mình anh ơi. Phía sau này. Phía sau này. Phía sau này. Mua đất, bạn nói mày, mày chạy à? Bạn nói mày, ok đã xong nhá. Mua đất ngay phía sau mình nha mày. Đây mày, bên này mày. Ui, nữa hả? Em ơi mày, đây. Có thằng nào phía trên mày, ui. Em không thấy, đây. Đây mày. Nó cứu nhau này. Ra giết chúng nó đi. Đừng cứu em. Đây. Giết nó này em ơi. Đây không sao. Không sao em ơi. Bạn nó xanh mộ này. Đậu xanh này đây. Anh kiếm anh ngay. Anh ơi. Ui. Vẫn kịp anh em ạ. Xíu nữa là khỏi cứu luôn. Đây con mày này lẫm sắt nó em ơi. À nhớ phía dưới hướng S có người nha em. Lẫm sắt nhanh của máu luôn đi nha em. Ok mọi người. Bọn này khá là nhiều đồ ngon này. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Một cái trang bị nào thừa thì kẹo vứt đi luôn nhé. Ok. Một hòm sáp bên này nữa này. Anh ơi, có máu không anh? Máu á, đây. À, em có bên này vứt cho em dễ lượm này. Một túi máu thôi em ơi. Này. Máu đây em. Thấy chưa? Thế bây giờ chúng nó bắn nhau ghê chưa đây? Để anh chạy qua luôn. Phía trên cũng hết máu rồi mà. Ờ. Em ơi.
Đừng, đừng, đừng chạy qua, đừng chạy qua. Đây có người mây. Đây em. Đừng có cây nha em. Chúng nó cứu nhau rồi. Ui, Ui. gần lắm anh. Đấy là team khác em ơi, team kia bị hạ cả rồi. Một team ở nhà Doraemon em ạ. Mỗi đứa một nhà ấy. Thế bây giờ mình chạy qua mình dựng mơ keo lượm sắt cho nó anh em ạ. À, lượm sắt cho nó em ạ. Đây. Ôi, một đứa ngay phía này này. Ngay đây em ạ. Ngay đây này. Nó xuống nhà bạn ơi. Từ từ em ơi. Hai đứa, hai đứa. Hai đứa mà em. Nữa này. Nữa này. Đậu xanh này. Ok. Hạ cho em. Ui. Hạ rồi, hạ rồi. Bạn gái bạn gắt thế nhỉ? Từ từ đây, đây xem nút thêm máu đây. Để xuống địa nha mọi người, thì có gì còn bơm máu được. Anh ơi. Ừ, anh nghe này. Bắn cho em ở đây đây. Bắn cho. Ok. Chỗ này bàn nhau cũng nhận là hơi căng nha em ạ. Khá là hên là team của Gạo vẫn đang còn sống nhá mọi người. Đấy, một đống hòm sắt rồi anh em ạ. Ôi mày. Có người này, có người này. Có người này mày. Có người 15. Nốc xuống nhà này. Nốc xuống nhà này. Nốc xuống nhà. Đang cứ đổ cả nó chạy qua em ạ. Em dựng một keo này. Em ơi, đừng có thận, đừng có thận. Đừng có thận em ơi. Đây, rồi rồi. Ok. Đứng lên xe, đứng xe. Em bị vướng mất xe rồi. Đứng đây đi em ơi. Nó góc nhà 300 nhá. Đây để lấy mặt máu cho anh. Ok đây. Thank you. Không có chi. Để anh xem anh lượm thêm máu em ạ. Bọn này anh chưa bắn nó đã bắn anh rồi. Như là... Em còn sáu thùng máu rồi. Ờ. Em còn máu không? Bên này này, bên này đầy máu này em ơi. Bên này nát từ máu nhá. Hổng sắt này em ơi. Có bên này. Lượm đây em, lượm nhanh nhá. Thêm máu cho em. Đâu em không thấy. Bên này hổng sắt này. Hổng sắt này em ơi. Thấy chưa? Hổng sắt này này. Thêm máu chưa? Ok. Lấy canh cho 6 thứ. Chịu bỏ thêm em. Đây đây. Gần lắm. Nó đang trong nhà đấy em ạ. Đây. Dựng một cái đứng tạm đây nhá. Để xem nó ra nào. Đây đây. Thế rồi em ơi. Ra trước mặt em ơi. Ra trước mặt em ơi. Ok xong. Còn một thằng nữa phải không? Phải là bạn nữa. Không. Thằng này đi lẻ thôi mà. Chắc bạn nó chết rồi. Bạn sao nó chết rồi mà em. 4x đi nha anh em ơi. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ các bạn ơi. Ok mọi người. Để anh canh xung quanh coi. Nó giết nhau nhanh quá em ạ. Còn lại 5 đứa nữa thôi anh em ơi. Ok. Ơ bọn này anh coi nào. Không thằng nào có súng ngon cả, toàn ra 3 khẩu súng dởm thế à. Ủa em chạy đâu vậy? Chờ anh xíu. Anh xem anh lượm thêm ít bằng keo đã. Sáu bom keo rồi anh em ơi. Thính này chỉ là một cái thính FD thôi. Đi em đi em. SVD bắn như kiểu SGS này. À đúng rồi em, nhưng mà bắn nó cảm giác nó chậm hơn ấy. Ừ. Nhưng mà đam. Nhưng mà đam nó khỏe hơn. Đấy kiểu như vậy. Đúng chưa. Đây thưa em ơi. Ở phía 285 có người nhá. Đang chạy này em ơi. Đang chạy này. Đang chạy này. Đang chạy này em ơi. Quên hai đứa. Ok này. Ok này. Nóc xuống nhà. Đủ
chính rồi này. Một từ nữa em ơi. Chạy từ từ thôi em, để anh dụng băng cao chạy đâu mà. Ơ, sao hàng rào anh ơi. Sao hàng rào nào em? Đây, 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 trước mặt mình. Đâu? Hướng N. Đây, trước mặt mình nhận N hả? Bên trong nhà. À, trong nhà, trong nhà. Trong nhà. Trong nhà hả? Ô em ơi, bắn kinh vậy. Đây, cứu này. Vào nhà của nó có thật nha em ơi. Đây đây anh bắn cho nhanh này. Ok xong rồi đấy. Đấy lượm thêm bông keo coi. Bông keo nó cần mà. Có máu có thường em lượm đi. Nhanh rồi mình chạy bo nữa. Ôi đi. Đi à. Đấy bây trước mặt mình nhá. Trước mặt mình 60 độ nhá. Một đứa đang ngay hướng đấy, có một đứa thôi. Anh nhìn anh vừa ở trong UAV. Đúng rồi. GAV. Đâu, người ta gọi là UAV, ai gọi GAV em. Em gọi thế. Ừ, thì em gọi GAV được chưa? Cho nó ở sau cái bờ tường này em ạ. Không có. Khu vực căn lều phía dưới, nhưng mà thôi kệ đi. Mình chạy vào bon trước nhá. Để em chạy phía này em ơi. Phanh phanh qua đây. Đây. Mình cứ chạy một bo chút nhá, còn 3 thằng nữa em ạ. Ok. Các bạn giết nhau hết thì không được. Còn có 3 thằng nữa thôi em ơi. Có thể là chúng nó đang ở phía đèo đá ấy. À cái phía anh bên ơi, tay trái mình chắc chắn là có người nhá. Xem, bắn máu cho anh đi. Một phát thôi. Được rồi em, okay. Đi. Để anh xem canh phía dưới đèo đá này coi. Đèo đá em không số nha, mình đứng ở trên nhá. Không có, để anh coi kỹ coi. Ủa đâu vậy em? Hướng nào vậy? 195 á? Sau ống cống hả? Ok ok đây. À để ý là bên trái mình cũng có một đứa nha em ơi. Sau ống cống có một đứa, đâu vậy em ơi? Chỗ nào vậy? Thêm đứa ngọn này đi. Sau ống cống này á. Để coi nào. Chưa thấy nó ấy. Đang ngồi ở trong rồi em ạ. Chắc vậy. Là mình mới không thấy. Còn đằng sau á. Đây đây. Anh ra phía sau không thấy đây. Nó ngồi vào trong rồi. Ống cống mà. Ừ anh biết ống cống rồi. Thế nó ngồi vào trong còn gì nữa. Đúng không? Có hai cái ống cống đúng không? Đúng không em? Hay là ngồi phía sau? Đây xuống đây. Một đứa bên này với lại một đứa bên trái mình nữa này. Từ từ anh cuốn máu đã. Ô nó chết rồi anh ơi. Nó chết rồi á. Ủa vậy hướng E có người em ơi. Hướng E có người nhá. Ừ chắc là nó bắn đấy. Phía bên trái mình có một team nha em ơi. Thế đây chạy cẩn thận nha em ơi. Kìa kìa chạy đổi. Chạy đổi 120 nhá. Em thực đồn chưa? Ui, đừng chạy ra thế. Từ từ để anh canh cho, em không phải canh thằng này. Em không phải canh thằng này. Kệ nó đi em. Em đứng thế nó bắn cho đấy. Để anh coi, cứ vào tạm cho này đi. Hai nhà hai thằng khác nhau. Khả năng vậy em ạ, bởi vì là... Từ từ để anh coi cho. Nó vẫn đang đứng ở sau đấy thôi. Quay mày đứng. Anh bảo mà. Cứ từ từ đứng yếm một chỗ. Bây giờ là bắn nhấp nhấp vài phát là thôi rồi. Đây bắn cho. Ok được rồi, được rồi. Được rồi em. Để anh coi cho mà em đứng yếm một chỗ thôi. Nó bắn cho là đúng rồi mà. Ồ. Nó có lợi à? Thì nó có lợi mà. Từ từ anh có nhiều bông keo em yên tâm. Cứ từ từ. Đây đây chuẩn bị cho bao. Đây dựng bông keo mà chạy này. Chạy theo anh. Rồi đi. À hai đứa bắn nhau. Chạy lên. Chạy lên thẳng em ơi. Lên thẳng nhá. Ôi chúng nó chết rồi. Đây em.
mãi phía sau này. Thằng này này, ta chạy lên này, ta chạy lên này, quên, ta chạy lên này, yes. Ăn mừng nào. Nào, 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 đây đây, đứng chung hình nhá, đây đây. Đây. Ok. Ok. Có một trận này và có được 11 kill anh em ơi, ghê chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.